Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và trong năm 2022 này, cuối năm 2021, đầu năm 2022, thực sự rất là khó để có thể recommend cho anh em một chiếc màn hình tốt. Tại vì trong thời điểm bây giờ thì giá mình đang bị tăng lên và số lượng hàng thì lại khan hiếm, nhiều mẫu gọi là hot nhất bây giờ lại mất hàng hết rồi. Và tất nhiên rồi, trong thời điểm này đúng không, nhiều anh em đã có thể mua được cho mình một chiếc 3060Ti này, 3070, 3080 cơ. Và họ đang hướng tới một cái đối tượng, một cái mức setting, một cái mức gọi là phân giải cao hơn, 2K140 vậy. Thế nên là rất là khó để có thể lựa chọn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó chính là chiếc màn hình Cooler Master. Ai rồi, GM32FQ. Đây là một chiếc màn hình cực kỳ là khủng và với một mức giá rất là hấp dẫn, chỉ khoảng tầm 12 triệu chúng ta được nhận được những thứ này. Nhiều thứ này. Bây giờ mình cùng xem nó có gì hay nhá. Rồi, ok. Về cái, hoặc là cho một chút context đúng không? Về cái lịch sử ấy, thì Cooler Master họ đã làm màn hình rồi. Họ đã có những chiếc màn hình như là GM34 và MG27. Nhưng đó là màn hình 21:9, tức là tỷ lệ rộng ấy, ultra wide ấy. Và cái màn đó thì sử dụng là tấm nền VA. VA thì anh em biết rồi đấy. Cái độ gọi là phản hồi của nó không cao này, cái độ bóng mờ của nó cũng rất là khủng. Nói chung là không tốt cho gaming. Thế nên là hôm nay nâng cấp lên, chúng ta sẽ có một cái gì? GM32FQ. Chúng ta này, độ phân giải 2K này, tức là QHD nhá, 2560 nhân với cả 1440, tức là 16:9 này. Làm tươi 165 hẹp luôn anh em nhá. Rất là tuyệt vời để cho có thể chơi game. Tiếp theo này HDR400 này, thực ra thì HDR400 thì cũng có, tức là độ sáng cao nhất của nó có thể lên tới là 400 nit thì mình cũng không đánh giá quá là cao, nhưng mà nói chung là vẫn dùng được. Tiếp theo là Low Blue Light này, để cho giúp anh em có thể gọi là nhìn màn hình mà không bị gọi là đau mắt này, hay là cảm thấy gọi là nhức mắt sau một thời gian dài sử dụng này. Là Adaptive Sync này, trong này có FreeSync Premium anh em nhé, và có cả G-Sync Compatible giúp cho anh em có thể sync các frame giữa dùng cả AMD và cả Nvidia nữa, rất là hợp lý luôn. Và cái độ phủ màu chúng ta sẽ có là 95% giải màu DCI-P3. Wow, độ phủ màu rất là rộng đúng không ạ? Và có thể lên tới, mình nhớ hình như là trên 100% độ phủ màu của giải màu sRGB cơ. Thế nên là anh em có thể sử dụng thoải mái, xem phim, chơi game tuyệt vời luôn. Và cuối cùng đó chính là 1mm, tức là độ phản hồi 1mm MPRT. Thì đây cũng là cái một thông số tốt để cho anh em có thể sử dụng để chơi game. Bây giờ mình cùng mở màn hình ra xem nó có gì nhá. Rồi, sau khi mà mình mở hộp xong thì chúng ta sẽ nhận được những cái thứ chào đón được bởi những thứ này. Thứ nhất này, một điểm đầu tiên là anh em phải lưu ý, đó chính là cái màn hình này nó sẽ không có nguồn trong, nó sẽ dùng là nguồn adapter. Thế nên anh em phải cắm ngoài và chắc chắn là phải có cho mình một chỗ để cho cắm nhá. Và tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ có được tặng kèm dây gì đây? Đầu tiên là dây USB Type-B. Đó, có vẻ như là cái màn hình sẽ có hub USB này. Tiếp theo nữa là dây nguồn dành cho adapter, đúng không nhỉ? Đúng vậy. Và trong đây sẽ là dây HD, dây DisplayPort. Đây là một điều mà mình rất thích nhá. Các hãng mà tặng DisplayPort ấy, tại vì đa số anh em mua màn hình này ấy, là cắm với cả cả màn hình, và DisplayPort 1.4 mới có thể gọi là tối ưu nhất, sử dụng được tối đa nhất những cái tần số quét cao, những cái gọi là những cái độ phân giải cao nhất. Chứ nếu mà sử dụng chẳng hạn như là HDMI 2.0B đi thì chắc chắn là không được đâu nhá. Và một điểm nữa, ôi tặng cả HDMI luôn, tức là có hai dây tặng kèm nhá, một DisplayPort và một HDMI để cho anh em có thể lựa chọn. Và dưới đây sẽ là một cái chân đế. Thì anh có thể thấy đây, chân đế này sẽ có logo theo cái form của Cooler Master. Đó, để cho gọi là cung tông. Và rồi ok. Và đây sẽ là cái một phần khung để gắn vào màn hình này anh em ơi. Đó, cắm thẳng vào phát là được. Và cuối cùng sẽ là một chút hướng dẫn sử dụng và một vài phụ kiện để cho giúp anh em có thể gắn được vào một cách chắc chắn nhất. Thì đây, nó sẽ có cái kẹp này, là cái kẹp cho DJ. Tiếp theo nữa sẽ là cái công cụ, họ sẽ không tặng tua vít mà họ tặng cái kẹp này để cho anh em có thể gắn ốc vào dễ dàng hơn, cầm xa xa một chút cho nó dễ dàng, cho nó đơn giản. Rồi, bây giờ thì mở màn hình ra xem nhá. Wow, đây rồi, chiếc màn hình của chúng ta đã nằm ở phía này. Đấy, màn hình nó như thế này. Thì bây giờ mình sẽ theo hướng dẫn gọi là cách lắp đặt của họ đây. Đấy, họ sẽ có hướng dẫn ở đây để giúp anh em có thể lắp được dễ dàng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bước. Đấy, rồi để mình triển khai nhá. Đó, dạ vâng, một chiếc màn tuy nhìn trông có vẻ khó khăn như này nhưng mà mình mất, một mình nhá, lắp chỉ có mất có hơn một phút thôi. Thế nên là mình đảm bảo rằng nếu mấy anh em mua ấy, lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Thì hãy nói qua qua một chút về cái màn hình này đi.
nhìn nó đẹp, nó sang này đúng không ạ? Thì Hoa sẽ có ở đây một cái logo Cooler Master màu tím tím một chút, nó cũng khá là đẹp này. Về phía bên hông này chúng ta sẽ có những cái nút bấm, nhưng mà những cái nút bấm này ấy, thì hơi tiếc là nó không phải là những nút bấm theo kiểu núm, mà nó sẽ là từng đây từng nút một, thì nó hơi bất tiện một tẹo. Nhưng mà ở đây Cooler Master đã thể hiện ra là đây sẽ là nút bấm nguồn này, nó sẽ có nút núm nhỏ lên để cho anh em dễ nhận biết hơn. Về phía cổng kết nối thì sao này, chúng ta sẽ có khá là nhiều cái cổng kết nối hay ho này anh em nhé. Thì này, đây ở bên dưới này chúng ta sẽ có một DisplayPort nhá, đây là 1.4 này. Tiếp theo là hai cổng HDMI, thì hai cổng HDMI này sẽ là hai cổng HDMI 2.0B đó, và để cho anh em có thể cắm được vào và sử dụng. Nhưng mà cái 2.0B này thường sẽ kiểu cắm những cái thiết bị như là PS4 này, PS5 này, nhưng mà do là 2.0B thế nên là không thể nào mà tối ưu được 100% với cả cái độ phân giải 2K và cái độ đám tươi là 165Hz này. Và phía bên dưới nữa chúng ta sẽ còn có những cái chỗ ví dụ như là cổng Type-C này, những đầu như là đầu 3.5 để cho anh em cắm tai nghe vào này. Và phía bên này ấy, chúng ta sẽ có một cái hub USB, là sẽ có một đầu in là USB Type-B và hai đầu USB Type-A để anh em có thể gắn những thiết bị ngoại vi của mình vào, như là chuột này, bàn phím này, các receiver các kiểu, để cho nó gần hơn với cả những cái chuột bàn phím của anh em. Về cái màn hình này ấy, thì các cái tùy chỉnh của nó ấy, thì nó có thể xoay trái, xoay phải được này. Sẽ còn có cả xuống này, lên này, để cho anh em có thể tùy chỉnh theo mức mà mình mong muốn. Tiếp theo nữa là anh em có thể cụp ngửa xuống. Bình thường ấy, ví dụ như chẳng hạn mình chơi game đâu, mình cho anh em xem. Thì mình chơi game ấy thì mình sẽ để như thế này, và mình sẽ cụp nó thấp thấp xuống này. Đấy, và mình sẽ ngửa lên một chút để mình 100% vào cái game của mình. Thế nên là có cái chân này sẽ hợp lý so với cả cái nhu cầu, cái mục đích sử dụng của mình. Và đặc biệt ấy thì mình rất là khá, khi mà mình lắp như này ấy, mình rất là thích cái khu vực này. Tại sao? Cái khu vực này thì sẽ có logo của Cooler Master đúng không? Mình hay vứt đồ linh tinh trên bàn lắm. Tức là mình muốn chẳng hạn như là chìa khóa này, vé này, tiền này, mình vứt vào đây. Đây chẳng hạn mình để cái điện thoại nha, chẳng hạn đúng không? Đây mình đang mượn iPhone 12 Pro Max của anh đạo diễn cho mình, thì mình đang chơi đúng không? Mình không thích, mình không muốn để lung tung, mình để vào đây. Đấy, hợp lý đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ thử cắm lên với cả một bộ máy để xem là cái chất lượng hiển thị của nó như nào nhá. Thì bây giờ mình đã bê được cái PC này rồi. Thì cái PC này là cái PC mà chúng mình vừa mới lắp mới hôm trước. Cái PC này thì sẽ lên video sắp tới, anh em nhớ đón xem nhá. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng cắm tất cả mọi cổng vào để cho anh em xem là cái sự gọi là tiện lợi của một cái màn hình như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta có dây nguồn này. Thì dây nguồn mình đang cắm ở đây rồi, nó sẽ là nguồn adapter mình đã luồn dưới này. Thì cắm với cổng DC ở đây. Đấy, cắm vào DC này. Rồi, mình sẽ sử dụng dây, đó chính là dây DisplayPort. Dây 1.4, khá là dày. Nhìn trong cái dây của Cooler Master tặng này, dày và tương đối là dài, có vẻ như là 1.2 tầm 1.2 rồi đấy. Thì cũng khá là ổn để cho anh em cắm vào. Và đây là loại dây lốc rồi nhá, tức là anh em phải mở ra, phải bấm cái này thì mới mở ra được. Khá là ok. Thì đây để mình cắm cục. Để thử máy nhá. Đang no signal này, bật máy này. Rồi, xem nó cháy như nào. Hiện tại đã đang màn hình đang lên rồi. Đợi một chút cho cái máy nó chạy đã. Sau khi mà mọi thứ, mất một lúc để update Windows. Nhưng mà sau khi mà mọi thứ đã được setup lên, thì bây giờ điều đầu tiên ý, khi mà mình mua màn hình đó chính là check cái BIOS, check cái OSD của màn hình này, xem nó có những cái tính năng gì. Và mình sẽ đây, mình bấm một phát nút là mình sẽ có những cái nút ở bên này, mình sẽ có những cái tính năng bên này, thì mình sẽ check xem nhá. Đấy, thì đầu tiên là sẽ có Input Select này, để cho anh em có thể lựa chọn các input. Và nếu mà anh em thấy thì sẽ các màn hình này có thể xuất hình thông qua Type-C. Tức là nếu mà anh em sử dụng những chiếc laptop hoặc này, những chiếc laptop Windows này, hoặc là những chiếc MacBook có thể hỗ trợ thì sẽ dễ dàng xuất qua đây, không cần phải sử dụng dây DisplayPort hay gì cả. Đấy, cực kỳ là tiện lợi. Tiếp theo này chúng ta sẽ có đó chính là Audio Adjust. Tức là nếu mà anh em cắm cái đầu đây này, đầu tai nghe này, thì có thể tùy chỉnh cái mức volume. Hiện tại mình đang ở 50 đúng không? Nhưng mà tại vì mình không cắm tai nghe nên là mình không quá quan trọng đâu, thực sự đấy. Rồi, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có Picture Mode. Thì sẽ có nhiều các Picture Mode khác nhau cho anh em lựa chọn này. Ví dụ như là Standard này, thì có thể tùy chỉnh Black Stabilization. Tức là những cái vùng tối này anh em muốn tối đến bao nhiêu thì anh em có thể tùy chỉnh qua đây. Mình vào cho anh em xem nhá. Đấy, có thể tối này, ví dụ chẳng hạn này. Đấy, càng cao lên thì những cái vùng khu vực tối này nó sẽ càng sáng hơn, giúp cho tạo một cái lợi thế khi mà anh em chơi game. Tiếp theo sẽ là Advanced DCR, tức là cái chế độ này sẽ giúp cho cái màn hình của anh em này, nó sẽ tùy chỉnh độ sáng tối dựa vào cái content của anh em. Ví dụ như mình đang ở cái màn hình tối đúng không, thì nếu mà mình đổi sang một cái tab khác sáng này, đấy, màn sẽ tự động nó đẩy sáng lên
giúp cho anh em gọi là tùy chỉnh dựa vào các content mà anh em nó xem. Nhưng mà bản thân mình thì mình sẽ không sử dụng cái này này. Tiếp theo nữa sẽ là Blue Light Filter này, sẽ làm giảm cái độ màu xanh của chiếc màn đi. Đấy, càng tăng lên thì nó càng lúc càng vàng đi. Tại vì là mình đã loại bỏ bớt đi những cái màu xanh rồi. Và cuối cùng nữa đó chính là cái Response Time. Đấy thì cái Response Time này sẽ giúp cho anh em này tăng giảm cái độ trễ màn hình. Tức là Ultra Fast sẽ là cao nhất đúng không? Đấy là cái chế độ mà sẽ giúp cho Cooler Master họ đạt được cái thông số 1ms mà họ đã nói ở trong cái hộp của họ. Và Dynamic thì sẽ giúp, ví dụ như là chẳng hạn như xem video đúng không? Xem video các kiểu thì nó sẽ để ở mức bình thường. Còn nếu mà anh em chơi game thì sẽ tự động đẩy lên cao Ultra Fast để giúp anh em có thể đạt được cái lợi thế cao nhất khi mà chơi game. Đấy, và anh em sẽ lựa chọn được các chế độ khác nhau thôi. Đấy, game này sẽ có game 1, game 1, game 2, FPS, MOBA này, movie này, web này, text này, sRGB. Thì nếu mà anh em mà sử dụng cái màn hình này để làm việc ấy thì mình sẽ khuyên là anh em sử dụng chế độ sRGB này. Đó, màn hình sẽ cho được cái độ sáng, độ chuẩn màu cao nhất. Bên cạnh Picture Mode chúng ta sẽ có Color Adjust. Thì trong Color Adjust chúng ta sẽ có khá là nhiều các setting khác nhau này, như là Contrast và Brightness này, là chỉnh cái độ sáng và cái độ tương phản của màn hình này. Tiếp theo nữa đó chính là màu của 6 cạnh, 6 góc. Thì cái này sẽ giúp cho anh em tùy chỉnh cái hue của cái màu này. Tức là anh em sẽ có thể tăng giảm đúng không? Tăng giảm cái độ đỏ này, giảm độ xanh đỏ này, màu cyan này, vân vân và vân vân, rất là nhiều các màu khác nhau để cho anh em tùy chỉnh. Cái này thì thường sẽ hữu ích hơn với những ai mà đang có sở hữu một cái thiết bị cân màu. Đấy, thì nó sẽ giúp cho anh em đạt được một cái độ màu chuẩn hơn so với cả cái gì mà Cooler Master đang đem lại, gọi là một cái cơ bản mới ra khỏi nhà sản xuất ấy. Đấy, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là Color Temperature. Là anh em có thể tùy chọn cái sắc, cái độ gọi là độ mát, độ tươi hoặc là độ ấm của màu. Đấy, ví dụ như chẳng hạn mình xuống warm đúng không? Thì chắc chắn là cái màu này nó sẽ vàng hơn. Đấy, còn nếu mà mình bluish thì nó sẽ xanh hơn. Đấy, sẽ tạo cho anh em cảm giác gọi là khác biệt và nó tùy vào cái sở thích của anh em thôi. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có như là color domain này, thì em có thể lựa chọn khoảng màu giả trong giải màu sRGB hay là EUV đấy để cho em lựa chọn. Và cái này những cái tính năng thì đều hỗ trợ cho những anh em nào mà làm việc, tức là ví dụ như là anh em có thể làm việc trong DCP3 này, hoặc là BT2020 này, hoặc có thể là BT709, tùy vào những cái tác vụ, những cái công việc mà anh em đang làm, ví dụ như chỉnh ảnh, làm phim hoặc là làm Photoshop, tùy vào những cái thứ thôi. Và cuối cùng thì đó chính là color range, tức là độ màu. Thì nếu mà mình chọn ấy thì mình sẽ chọn full range. Mình không biết là cái, mình thực sự mình cũng chưa biết là cái sự khác biệt quá là nhiều giữa cái full range và limited range. Tại vì người dùng bình thường như chúng ta ấy, chúng sẽ không gọi là quá là coi trọng về những cái setting này. Nhưng bản thân mình thì mình sẽ để ở full, tại vì nó là nhiều nhất mà. Và sang bên cạnh thì sẽ có những cái adjust, ví dụ như là sharpness này. Thì mình ở đây đang là 50% đúng không? Như cái này sẽ giúp cho cái hình của anh em nét hơn hoặc là mờ đi. Chẳng hạn như mình giảm xuống 0% đúng không? Em có thể nhìn thấy chữ Advanced DCR này, nó mờ đi hẳn so với cả cái lúc nãy. Đó, còn nếu mà mình tăng lên thì nó sẽ nét trở lại. Đó. Và đây là 100% thì nó bị nhìn trông nét quá ấy. Nó bị nhiều góc cạnh quá và mình không thích cái này lắm. Đây, thế nên là mình sẽ để 50% thôi. Và sẽ còn có một số thứ khác, ví dụ là aspect ratio này, để cho anh em có thể tùy chỉnh những cái gọi là ví dụ 16:9 này, 21:9 này, 4:3 này, xem nó phủ hay không. Đấy, để mình cho nhá. Đấy, chẳng hạn ví dụ như để chế độ này, khi mà mình để 4:3 ấy, thì cái màn hình nó tự động giãn ra, tự động phủ ra trên cả cái màn 4:9 này, rất là phù hợp với những anh em nào mà chơi những tựa game CSGO mà để ở độ phân giải thấp hơn. Và tính năng cuối cùng của cái màn hình ấy thì đó chính là tính năng overscan. Thì cái này anh em không cần quá phải quan tâm, trừ khi mà anh em cắm những cái thiết bị kiểu cũ ấy, khiến cho cái việc nó, cái màn hình này nó bị kiểu rộng ra quá ấy. Thì khi mà bật cái tính này rộng ra hoặc là thu nhỏ vào quá ấy, thì bật cái tính năng lên thì cái màn hình nó sẽ tự động điều chỉnh để cho nó fill đầy màn hình như thế này. Đấy, và có sẽ có một vài cái khá là hay nữa ở trên chiếc màn hình ấy, đó chính là cái có xe chơi bẩn anh em ạ, tức là cái tâm chơi bẩn. Đây, để bật lên cho anh em xem nhá. Đấy, anh em thấy không, sẽ có một cái hồng tâm màu đỏ đỏ ở đây để giúp anh em chơi game. Nhưng mà bản thân mình ấy, thì mình không sử dụng mấy cái này, tại vì chơi phải trung thực đúng không ạ. Rồi, bây giờ thì mình cùng thử bật cái một vài cái content lên thử chơi vài tựa game xem nó như nào nhá. Rồi, thì bây giờ mình đang vào trong này để check xem là độ phân giải là bao nhiêu. Thì đúng đang là 2K, tức là 1440p rồi. Nhưng mà cái tần số quét chỉ đang là 60 thôi, thì mình sẽ có thể tăng lên tối đa là 165. Đó, apply, thế là được. Để cho có thể sử dụng tối đa. Nhiều anh em ấy khi mà sử dụng những chiếc màn, mua những chiếc màn cao cấp ấy, quên mất không chỉnh này, xong dùng đến 1 năm vẫn đang ở 60 hạt. Ồ, mặc dù là màn hình của mình là 2K 144 cơ. Thế là anh em nhớ vào trong này để checking cho mình nhá.
Và nếu mà anh em check trong này thì chúng ta sẽ còn có, xem nào, cũng không có gì nhiều cả, sẽ còn có cả bật mình ý. Thì mình sẽ có thể là, nếu mà anh em không hiểu tiếng Việt quá đâu, thì mình sẽ đổi sang tiếng Việt một chút để cho anh em có thể hiểu rõ hơn. Đấy, ở dưới này nó còn có tiếng Việt cơ mà, hợp lý không này? Đấy, để mình apply phát nha, cho nó cháy. Rồi, đấy. Và bây giờ mình sẽ, tại vì chiếc màn hình này có Adaptive Sync, nên là mình sẽ bật Adaptive Sync cho anh em xem. Sau khi mà mình bật Adaptive Sync xong ấy thì mình có thể, đấy, mình vào Control Panel, mình bật lại, mình sẽ có Setup G-Sync. Thì màn hình tự động được bật Enable này, G-Sync, G-Sync Compatible này để giúp không bị xé màn. Thì bây giờ thì mình sẽ vào trong game Far Cry 5 để xem nó chơi như nào nhá, xem nó màu mẹ nó như nào. Thì chiếc màn này ấy, nếu mà anh em biết thì những cái màn cũ của Cooler Master họ đang sử dụng cái tấm nền VA. Thì cái tấm nền đấy mình đã nói về cái gọi là điểm bất lợi của nó rồi. Nhưng với cái màn này ấy, thì nó sử dụng cái tấm nền đó chính là BOA ADS. Thì đó chỉ là một cái tên gọi khác của IPS thôi, tức là IPS nhưng mà được hãng khác sản xuất. Vậy là cái màn này ấy, đang sử dụng là IPS. Wow. Và đây thì mình đang thấy ở đây đó chính là thực sự cái màn 2K thì vô cùng là nét. Và cái màu của nó có vẻ như là HDR của nó đang được apply không chuẩn thì phải. Để thì để mình tắt nhá. Để mình tắt lại cái HDR. HDR của nó mình đang cảm giác nó hơi chói một chút. Em thấy nó hơi chói thì mình sẽ tắt HDR đi. Tại vì thường ấy, HDR hoạt động trên video rất là dở. Mình không thích cái HDR lắm. Mình tắt HDR đi nhá. Đó, bây giờ nó đã đỡ chói hẳn rồi. Thì đấy, anh có thể thấy đây, màu xanh của nó, chúng ta có thể thể hiện hết tất cả các dải màu này. Và do là tấm nền IPS với độ phủ màu khá là rộng là 95% dải màu DCI-P3, cho nên là anh em, mình có thể đảm bảo là anh em có thể chơi game thoải mái, làm việc thoải mái luôn. Tất nhiên là không thể nào mà làm việc gọi là thực sự những cái việc công việc cực kỳ là chuyên nghiệp về đồ họa trên chiếc màn này được, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được nếu mà anh em gọi là nửa chơi game nửa làm việc, đúng không? Không yêu cầu quá cao. Màu sắc rất là đẹp nhá. Bây giờ mình thử đổi sang một cái video YouTube xem nha. Rồi, đấy. Nếu mà mình đánh giá ấy, thì cái màu này nó có vẻ hơi có một chút thiên về xanh một tí. Thì mình có thể tùy chỉnh ở trong cái gọi là cái ODS của nó. Thì theo như mình biết ấy, thì cái màn này sẽ có một cái độ phủ màu là 130% dải màu RGB, thì tức là rất là phù hợp với những cái content YouTube kiểu này, và đặc biệt là những cái content chiếu qua những cái browser. Tại vì thường ấy, những cái phải là những cái phim người ta tải về, những cái phim với cái độ phân giải cao nhất ấy thì mới gọi là áp dụng được 100% những cái dải màu khác, chứ không thể nào mà thông qua một cái browser này được. Bây giờ thì thử chơi những tựa game gọi là mang tính FPS hơn đi, những tựa game có một mức FPS cao hơn đi. Này, bây giờ mình thử bật CS:GO nhá. Theo như mình thấy thì khi mà mình đang chơi game này, mình có thể cảm thấy là cái chất lượng loa nó vừa đủ vừa phải để cho anh em có thể tận hưởng những cái content mà anh em muốn xem, chứ nó cũng không mang tính gọi là nghe nhạc hoặc là những loa kiểm âm gì cả. Và nó sẽ thiếu, nó hơi nhiều trap một chút, và mid thì hơi thiếu, và bass thì gần như là không có luôn. Nên là anh em chỉ có thể là nghe tạm tạm thôi, chứ cũng không thể nào mà kiểu để đảm bảo có một trải nghiệm nghe ngóng thoải mái được. Nếu mà mình thấy thì nếu mà theo như cái setup bình thường mình ngồi chơi game ấy, thì mình sẽ ngồi trên này này, mình ngồi sát xít như này, thì một cái màn hình 32 inch có vẻ như là hơi ngợp cho so với cả mình. Nhưng với những anh em nào mà chơi những tựa game nó thư giãn, nó AAA một chút như là Witcher này, Far Cry này, thì đây là một màn hình cực kỳ là tuyệt vời của nó luôn. Bây giờ mình cùng thử test qua trên display là Blur Buster xem nó độ mờ như thế nào nhá. Blur Buster. Ok rồi, đấy. Thì theo như mình thấy ở đây thì cái độ ghosting của nó cũng có đấy, nó cũng có ghosting đấy, nhưng mà nó không nhiều như là những chiếc màn VA cũ, mà nó cũng là nó vừa phải thôi, nó không phải là những chiếc màn gaming chuyên nghiệp, nhưng mà nó mang tính gọi là để trải nghiệm là nhiều thôi mà. Đây anh em có thể thấy đây, đấy, nếu mà anh em theo mắt này, nó sẽ có một chút bóng bóng mờ đằng sau, nhưng mà không quá là nhiều thì mình nghĩ. Bây giờ mình thử bật lên cái mức overdrive cao hơn nhá. Có vẻ như là sau khi mà mình nâng cái mức overdrive lên thì cái bóng mờ của nó đã giảm hơn một tí, nhưng mà không quá là nhiều. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái mức mà anh em đáng để thay đổi, đáng để trao đổi được. Bây giờ mình thử vào trong cái map này này để mình cho anh em xem cái tính năng mà thay đổi độ tối của nó nhá. Đấy, em thấy trong này cũng tương đối là tối đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình thử setup nó lên này. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em dễ dàng nhìn hơn trong những cái khu vực tối như thế này. Đấy, và sẽ giúp cho anh em kiểu dễ tìm thấy địch hơn, kiểu như vậy. Nhờ cái tính năng đấy mà cái màn, mà cái khu vực này cảm giác sáng hơn và mình có thể dễ dàng nhìn thấy địch hơn. Đấy, địch ngay đây, láo. Rồi, ok.
Và đó là trải nghiệm chung chung của mình với chiếc màn hình GM3FQ này đến từ Cooler Master. Thì mình đánh giá rằng đây là một chiếc màn cũng tương đối là đáng để mua với mức giá 12 triệu. Nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này rất là hay, vậy thì để bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì thực sự rất là cảm ơn anh em xem video này. Và hẹn gặp anh em tại một video sau nha.